buổi tiệc mừng thân hoa tối hôm nay được tổ chức tại Tư Gia, xin mời tất cả chúng ta hãy cùng ngồi vào những chiếc ghế vinh dự để cùng bắt đầu đi vào. Xin được chúc mừng cho bé Thiên Vũ vừa tròn 1 tuổi và chương trình văn nghệ chúng tôi xin được phép bắt đầu. Xin hoa chào đón sự nghiệp tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay nhân lễ Happy Birthday bé Thiên Vũ. Và lời nói đầu tiên thì cho phép Thanh Hải xin được đại diện cho gia đình cùng trang trí trọn gói tiệc cưới chiều đường. Xin hân hoan gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhất. Ngoan 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 cất tiếng khóc chào đời, Thiên Vũ là con mẹ, Thiên Vũ là con ba, hôm nay vui vẻ hài hòa, gia đình hạnh phúc, mọi người cùng vui. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là một ngày thật ý nghĩa đối với gia đình khi sự yêu thương chiều mến của tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến đây cùng chung vui với buổi tối ngày hôm nay được tổ chức thật long trọng và đầy ý nghĩa tại Tư Gia. Đó là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp, một tình cảm vô cùng bao la vô bờ bến mà quý vị đã dành cho gia đình chúng tôi. Thanh Hải, Trúc Mai xin được vinh dự thay lời gia đình cũng như là thiên thần đáng yêu của chúng ta, đó là bé Thiên Vũ, xin được trân trọng gửi đến tất cả quý vị lời chào mừng nồng nhiệt, lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Quý vị thân mến, cái hạnh phúc, cái thiên chức làm cha và làm mẹ thì tất cả chúng ta ai cũng đều mong ước, thưa quý vị. Thật vậy, ngày hôm nay cũng một năm về trước thì đã có một thiên thần nhỏ bé đã chào đời trong vòng tay thương yêu của ông bà cha mẹ. Nói sao hết, niềm vui được thể hiện trên gương mặt của đôi vợ chồng trẻ, đó là Minh Trung và Ngọc Trân. Và hôm nay một lần nữa niềm vui đó lại được nhân đôi khi gia đình được đón tiếp sự hiện diện của tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay nhân Happy Birthday bé Thiên Vũ. Và bây giờ thì quý vị ơi, Trúc Mai ơi, không để cho mình chờ lâu hơn nữa, Thanh Hải nhận thấy thì khách đã đông lắm rồi. Không chưa đó. Thôi bây giờ mình mời đi ha. À, đúng rồi. Mình mời những nhân vật quan trọng nhất ngày hôm nay bước lên sân lễ đi. Thôi bây giờ em mời trước đi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và đôi vợ chồng hạnh phúc của chúng ta trải qua bao nhiêu gian nan vất vả cuộc sống cũng như đông đầy những yêu thương ngọt ngào, thì cho đến hôm nay đôi bạn của chúng ta đã cho ra đời một thiên thần vô cùng đáng yêu. Và hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc, có thể nói là một ngày trọng đại khi đôi bạn trẻ chúng ta chào đón một thành viên ra đời trong vòng tay yêu thương của họ tộc nội ngoại cùng tất cả những người thân yêu. Nhưng trước khi gặp gỡ một nhân vật quan trọng nhất, đáng yêu nhất, thiên thần đáng yêu của chúng ta, thì Trúc Mai và anh Thanh Hải xin được giới thiệu sự hiện diện trên sân lễ này đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Xin mời tất cả chúng ta cùng hướng về một bức tranh tuyệt vời, cùng chào đón ba của bé Thiên Vũ là Minh Trung và mẹ là Ngọc Trân. Chị nói là chút chứ đi rồi hôn nha. Từ từ đã đỡ một hành hôn hơi nó mới dài. Rồi thưa quý vị, trước mắt chúng ta là một đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc, sắp vào ôm eo vợ đi, chàng trai đáng yêu và cô gái vô cùng dễ thương. Trước mắt chúng ta hiện giờ là đôi trai tài giá sắc, họ thật đẹp đôi, họ thật hạnh phúc, đang nở những nụ cười vô vàn hạnh phúc trước sự yêu thương chiều mến của tất cả quý vị đến đây chung vui với ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là Minh Trung, Ngọc Trân, vỗ tay đi nào. Quý vị ơi, các bạn ơi, chúng ta đừng có ganh tị, nghe họ đẹp đôi quá phải không ạ? Thôi bây giờ mình mời nhân vật quan trọng nhất để chúc mừng. Dạ, trước khi mời thì em xin phép nha, em xin phép tất cả các ông bà, cô chú, các anh chị và các bạn, chúng ta hãy cùng hướng về một nhân vật vô cùng đáng yêu. Chờ tất cả chúng ta vui lòng dịch chuyển vị trí
dịch chuyển vị trí để con đường có thể rộng ra, để thiên thần đáng yêu của chúng ta sẽ bon bon trên chiếc xe vô cùng dễ thương tiến về sân lễ nào. Xin mời các anh, các chị và các bạn chúng ta cùng mở rộng con đường cho thiên thần đáng yêu Thiên Vũ cùng tiến về sân lễ. Xin mời tất cả chúng ta cùng chào đón thiên thần đáng yêu là nhân vật vô cùng quan trọng tiến hơn trong ngày hôm nay, đó là bé Thiên Vũ. Bốn trăm phát tốc Thiên Vũ quá dễ thương rồi. Chiếc xe yêu thương, chiếc xe hạnh phúc đang chở con thân bé không bé bé đáng yêu của chúng ta, đó là Thiên Vũ trong vòng tay yêu thương của ba bên cạnh mẹ. Quý vị ơi, thật hạnh phúc hay không ạ? Quá ngọt ngào, thật sâu lắng. Và trời ơi, chiếc xe tình yêu, chiếc xe chở đầy hạnh phúc, chở đầy những sắc son chung thủy có đôi bạn trẻ yêu nhau. Và cho đến năm nay thì sau những năm tháng mặn nồng hạnh phúc thì đã sản sinh ra một cô bé rất là dễ thương đáng yêu, một thành viên đã vun đắp cho mái ấm gia đình ngày càng bền chặt, ngày càng hạnh phúc. Vâng, và một lần nữa thì Thanh Hải và Trung Mai một lần nữa xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân lễ và cùng ngắm một bức tranh rất là tuyệt đẹp cho buổi tối nay, phải không quý vị? Và bây giờ thì có lẽ là trước khi đến với nghi thức thì xin mời hai con sẽ cúi đầu gửi lời chào đến tất cả những vị khách quý có mặt cho buổi tối ngày hôm nay, là thay lời cảm ơn chân thành nhất từ phía gia đình mình để dành tặng cho tất cả những vị. Quý vị ơi, chúng ta cùng vỗ tay nhé quý vị. Một lời chào trân trọng nhất, một tràng pháo tay thật lớn đấy quý vị. Quá là tuyệt vời, sự có mặt của tất cả quý vị trong buổi tối ngọt ngào như ngày hôm nay đã tôn thêm niềm vui, tiếp thêm hạnh phúc và xây dựng một mái ấm gia đình ngày càng vững chặt hơn nữa trong sự yêu thương triều mến của gia đình. Thưa quý vị, và có lẽ giờ đây thì tất cả chúng ta sẽ dành tặng một thời khắc thật yêu thương cô dâu và chú rể. Cô dâu và chú rể trong đêm nay, đặc biệt là một cô bé rất là khóc khỉnh dễ thương đã ra đời cách đây tròn một năm rồi đang hiện diện ngay trên sân lễ này. Và chúng ta hãy chào đón một tràng pháo tay thật to cho chiếc bánh sinh nhật mừng bé Thiên Vũ của chúng ta tròn một tuổi trên tay của ông cậu của bé Thiên Vũ nào. Một chiếc bánh dễ thương, vỗ tay đi nào quý vị ơi. All sing for your birthday. One, two, three, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday. Thưa quý vị, những ánh nến lung linh muôn màu sắc đã tô điểm thêm những nét trọn đời của ngày hôm nay dành cho đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Sao con dễ thương quá, ngỡ ngàng quá hả? Yêu thương chiều mến đang ngập tràn nơi đây, thưa quý vị. Thôi bây giờ thì trước khi đến với nghi thức là thổi nến thì hai con sẽ cùng cầu nguyện đi, cùng mong ước những mong ước nào đó thật là tươi đẹp để dành tặng cho gia đình con cũng như là cháu của cháu Thiên Vũ và cây nhân kia. Rồi hai con cùng cầu nguyện đi. Chắc chắn rằng những mong ước tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất ba mẹ dành tặng cho bé Thiên Vũ là mong cho bé thật khỏe, chóng lớn, ăn thật nhiều, có một tương lai thật tươi sáng, vững vàng trong cuộc sống, để không phụ lòng yêu mến của ông bà nội, ông bà ngoại, đặc biệt là ba mẹ, những người đã tạo nên dốc dáng hình hài cho ngày hôm nay của bé Thiên Vũ. Hiểu rồi, hai vợ chồng cùng hôn con nha. Vỗ tay nào quý vị ơi, chúc cho mấy ấm gia đình sẽ mãi mãi tràn đầy hạnh phúc, căng tròn niềm vui, đông đầy những yêu thương, mặn nồng ngọt ngào sẽ đón bên nhau. Vỗ tay đi nào quý vị ơi. Dễ thương quá. Thôi, bé Thiên Vũ của chúng ta đang ngập tràn trong hạnh phúc. Giờ đây thì có lẽ rằng một hình ảnh thật đẹp nữa, xin mời quý vị sẽ cùng đông thật đầy những thức uống trước mặt bây giờ quý vị. Xin mời quý vị đông thật đầy những thức uống trước mặt, chuẩn bị nâng ly cùng với đôi vợ chồng hạnh phúc, đó là Minh Trung và Ngọc Trân trong buổi tối thật tuyệt vời trong ngày hôm nay, cùng với sinh nhật lần thứ nhất trong ngày yêu thương dành cho thành viên đáng yêu Thiên Vũ. Quý vị đông thật đầy, đông thật đầy. Thì xin được chúc cho bé Thiên Vũ sẽ mau ăn chóng lớn và sẽ là người thành đạt trong tương lai. Nào chúng ta cùng nâng ly ạ. 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc, chúc mừng một ngày thật tuyệt vời. Đôi vợ chồng hạnh phúc đã ngập tràn trong niềm vui, ngập tràn
gì cùng với thành viên đáng yêu của gia đình, đó là bé Thiên Bửu. Cũng đang như hòa quyện vào sự yêu thương chiều mến cùng một mái ấm gia đình hạnh phúc với ba thành viên từ đây sẽ mãi mãi ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Thưa quý vị, có lẽ trong thời khắc thật trang trọng này thì có được những thời khắc thật trang trọng đầy ý nghĩa và thiêng liêng như thế này thì tất cả chúng ta sẽ không thể nào quên đi những người đã vun đắp cho mái ấm gia đình của đôi bạn trẻ Minh Trung và Ngọc Trân, và tất cả chúng ta sẽ cùng ngậm ngùi, chúng ta sẽ cùng lắng lòng trong giây lát, quý vị ơi. Chúng ta sẽ cùng lắng lòng ngọt ngào thiên nhiên tưởng nhớ đến người con yêu thương của gia đình, người chị, người mẹ, người bà đáng kính của gia đình đã ra đi về cõi vĩnh hằng không lâu trước đây. Để rồi một ngày thật tuyệt vời như thế này thiếu đi vắng bóng của một người con yêu thương của gia đình, người mẹ, người chị, người bà, nhưng tình cảm ấy chúng ta vẫn mãi mãi dành tặng cho người đã khuất, người đã về cõi vĩnh hằng, nhưng mãi mãi kể đến đại gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất. Nguyện cầu cho những thành viên còn lại trong gia đình sẽ mãi mãi thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên nhau, và trên con đường sắp tới sẽ mãi mãi thành công và mãi mãi thành đạt trong cuộc sống. Và thưa quý vị, một nhân vật đáng yêu trong gia đình sẽ thay lời để gửi đến tất cả quý vị những thời khắc thiêng liêng yêu thương trong ngày hôm nay. Xin được mời tất cả chúng ta sẽ cùng lắng lòng lại đôi lúc cùng chào đón một thành viên trong gia đình. Xin được mời ông cậu cô bé Thi Vũ. Xin mời em. Xin được mời chị Thi Vũ quý khách có mặt trong buổi tối hôm nay với lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng, và bước đến bên đây thì xin quý vị lắng đọng lại một phút thôi. Một phút để tưởng nhớ một người chị, một người mẹ. Vâng, kính thưa quý vị, mưa trên trời muôn đời rơi xuống. Và chị Cô Hiếu rất là một chăm lo cho các cháu rất là nhiều. Nhưng mà điều may mắn của bé Thiên Vũ khi ra đời thì chị đã không còn thấy đường nữa. Rất là thương cháu nhưng mà không còn sức để ẵm nữa. Thì cũng có nói là di nguyện của chị là muốn làm cho cháu một buổi tiệc thật chỉnh chu, thật hoàn chỉnh. Vâng, và theo lời di nguyện của chị thì bây giờ gia đình đáng lý ra là từ đầu thì không quyết định làm, nhưng mà khi quyết định làm thì trong vòng chỉ có 6 ngày thôi thì xin tất cả quý vị, chúng ta đáng lý ra là nhà có tang cho nên là không muốn làm, nhưng mà cuối cùng thì vì di nguyện và một lý do nữa thì hôm nay là cũng là ngày sinh nhật của chị hai. Xin quý vị hướng về một tràng pháo tay để dành tặng chúc mừng chị hai Cô Hiếu ạ, cũng là người đã mất. Vâng, niềm vui có, nỗi buồn có, nhưng mà chúng ta sống thì vẫn phải tiếp tục. Cho nên là con đường sắp tới thì gia đình cũng phải phấn đấu, cho nên là nhớ chị thì để trong lòng thôi. Mong chị an nghỉ và đi đến một cõi vĩnh hằng nào đó tốt hơn thế gian này. Vâng, và Hiếu cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả quý vị đã dính chút thời gian để đến dự buổi tiệc cùng gia đình của Hiếu cũng như là gia đình của cháu Thiên Vũ. Một lần nữa, Hiếu chân thành cảm ơn sâu sắc với tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối hôm nay. Hết ạ. Đứng kia bên Hiếu thì chúng ta nhận thấy rằng Hiếu đang rất xúc động và đang đè nén. Thưa quý vị, người ra đi mãi mãi nơi ấy, nơi xa xôi ấy thì sẽ mãi mãi gửi lại gia đình của mình. Cảm ơn cho mẹ, các con và các em, các con các cháu sẽ mãi mãi hạnh phúc sức khỏe bên nhau. Vui em ngày vui, ngày vui của cháu mình. Rồi chị nén lại. Sau đây thì chúng ta sẽ đến phần DJ. Xin quý vị cùng vui cùng gia đình ạ. Thưa quý vị, những giây phút thật ngọt ngào đầy xúc động, giọt nước mắt tiếc nuối, giọt nước mắt tiễn đưa người đã khuất và giọt nước mắt đón chào những vị khách quý đến đây chung vui ngày hôm nay vừa đi tuôn chảy nơi đây trên sân khấu này. Và đây sẽ là những vị khách mà hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ mãi mãi khắc ghi, và khi ra về quý vị sẽ mãi nhớ và dành cho gia đình của chúng tôi, đặc biệt là đôi vợ chồng hạnh phúc bên cạnh thiên thần đáng yêu đó là bé Thiên Vũ, rất nhiều những lời chúc hạnh phúc. Bây giờ hai con về với trong vòng tay yêu thương của quý vị khách quý. Cô dâu chú rể đẹp quá mà không khen thì dâu phụ rể gì chứ.